Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đại hội Đảng các cấp là sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên, trong dòng chảy đoàn kết và thống nhất, vẫn có những đối tượng cố tình công kích, chống phá với nhiều chiêu bài, thủ đoạn khác nhau. Nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của bọn chúng trước thềm Đại hội Đảng là việc làm hết sức quan trọng hiện nay. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhận diện một số luận điệu thủ đoạn chống phá diễn ra trong thời gian gần đây. Luận điệu quen thuộc của các đối tượng đó là giới thiệu, cổ suý cho khái niệm xã hội dân sự. Họ lập ra một số hội nhóm với những tên gọi rất ấn tượng như Diễn đàn xã hội dân sự, Hội anh em dân chủ, Hội nhà báo độc lập. Hình thức được chúng lựa chọn là gửi thư, trao đổi, góp ý cho Đại hội 13. Để lừa bịp, các phần tử phản động, cơ hội chính trị thường gắn cho nhau những cái nhãn mác rất mỹ miều. Nào là nhà hoạt động chính trị, nhà báo độc lập, rồi nhà dân chủ và thậm chí cả nhà khoa học hoặc học giả. Họ thường tập trung thành những chiến dịch với quy mô lớn nhỏ khác nhau, tung những tin cũ rích rằng ở Việt Nam không có tự do tiếp cận thông tin hoặc tình hình dân chủ đang không khả quan, nhân quyền yếu kém, tự do Internet bị bóp nghẹt. Nhân cơ hội này, chúng còn xuyên tạc về chủ nghĩa Mác Lênin, về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, về tương lai thật sự của đất nước. Mưu toan chính vẫn là thay đổi điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các đối tượng triệt để lợi dụng các vấn đề được người dân quan tâm, những sơ hở thiếu sót trong quản lý ở một số ngành địa phương để tập trung xoáy sâu, kích động. Thủ đoạn chính vẫn là chính trị hóa các vấn đề dân sự hoặc hình sự, triệt để lợi dụng truyền thông, Internet, không gian mạng. Coi đây là công cụ ưu thế, mũi nhọn, làm chất xúc tác để chuyển hóa, gây rối loạn tư tưởng, tác động làm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Từ đó, kích động các hoạt động vi phạm pháp luật như tuần hành, biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây điểm nóng về an ninh trật tự. Chúng ta chuẩn bị bước vào tổ chức đại hội Đảng các cấp, thì cái thế lực thù địch lại càng tăng cường cái tần suất chống phá quân đội, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nếu mà nói những thủ đoạn thì chúng ta thấy là chúng vẫn sử dụng những thủ đoạn quen thuộc, là tập trung vào xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Thế rồi là xuyên tạc đường lối chính trị, đường lối quốc phòng quân sự, chủ trương chính sách đối ngoại quốc phòng của Đảng, nhà nước và quân đội chúng ta. Và cũng như là xuyên tạc bản chất truyền thống, chức năng nhiệm vụ của quân đội. Thì đấy là những cái mà định kỳ từ xưa này chúng vẫn làm. Thế nhưng có điểm mới, những cái điểm mới mà phát triển trong cái thời gian gần đây ấy, thì tôi thấy như là thứ nhất ấy, là chúng đưa ra những cái luận điệu dối trá lừa bịp để mà kêu gọi cộng đồng mạng hưởng ứng, tạo nên một cái làn sóng thổi phồng những cái tiêu cực. Hiện nay, vấn đề chủ quyền biển đảo đang thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân. Lợi dụng điều này, người ta tung nhiều tin thất thiệt, làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Đảng và nhà nước, quân đội ta. Từ đó, chúng hà hơi tiếp sức cho các đối tượng phản động trong nước, kích động người dân xuống đường biểu tình. Dưới chiêu bài thư ngỏ, góp ý nhằm lôi kéo những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin vào kế hoạch chống phá của chúng. Chúng kích động bạo loạn, kích động biểu tình, phân phát tờ rơi và lợi dụng cái chuyện là những cái sự kiện diễn ra ở ngoài Biển Đông ấy, mà chúng ta đã có những biện pháp rất là kiên quyết, kiên trì để mà bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Thế nhưng mà cũng lợi dụng cái chuyện đó để mà kích động những người mang cái tính chất là dân tộc chủ nghĩa, rồi không có ý thức xây dựng cái quan hệ quốc tế, để chúng tập hợp lực lượng này để mà nói là chúng tôi sẽ làm cái việc này nếu quân đội không làm được, hoặc là quân đội không làm được, chúng tôi làm tốt hơn. Và trong khi các đối tượng sử dụng võ mồm, kích động những việc làm phi pháp mà chúng tự khoác cho mình chiếc áo vì chủ quyền, vì yêu nước, Đảng và nhà nước ta vẫn đang kiên trì quan điểm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trên tinh thần, dĩ bất biến, ứng vạn biến, Đảng ta đã luôn song hành các giải pháp tổng thể, vừa cương quyết nhưng cũng vừa đảm bảo giữ gìn môi trường an toàn, ổn định cho đất nước và khu vực. Thực tế, nhiều năm qua, chúng ta đã kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp ngoại giao, pháp lý, kinh tế quốc phòng, an ninh để đấu tranh bảo vệ chủ quyền.
Trong các diễn đàn thế giới và khu vực, các cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Việt Nam đều tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Vì thế, những luận điệu cho rằng Đảng và Nhà nước ta không kiên quyết bảo vệ chủ quyền là suy diễn, bịa đặt, với mưu đồ làm giảm sút lòng tin của nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự xuyên tạc của các thế lực thù địch là không có giới hạn. Bên cạnh việc ra sức chống phá Đảng ta, thì thời gian gần đây, tiến tới Đại hội Đảng, các thế lực này đã ra sức tuyên truyền chống phá quân đội ta, dùng nhiều thủ đoạn nhằm phi chính trị hóa quân đội. Để hiểu rõ hơn về những luận điệu này, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích của Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Chúng lợi dụng cái hiện tượng là vừa rồi chúng ta, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Quân ủy Trung ương ấy, kỷ luật một số đảng viên là cán bộ quân đội ấy, vi phạm phẩm chất đạo đức, vi phạm nguyên tắc xây dựng đảng. Có một số người ra quân, có một số người thì bị khai trừ. Thế thì kết hợp với là cái chuyện là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương xử lý kỷ luật ông Chu Hảo. Thế thì chúng thổi phồng lên là có hiện tượng là một số đảng viên trong quân đội là bỏ đảng, tạo nên một cái hiệu ứng là đi theo Chu Hảo, tạo nên cái hiệu ứng tức là ra đảng để chống phá lại cái hóa uy tín của quân đội, hóa uy tín của đảng bộ, của quân ủy Trung ương. Chúng vẽ ra một cái hình ảnh, một cái quốc gia có thể nói là nghèo nàn lạc hậu, đặc biệt là chúng vẽ ra hình ảnh một quân đội là yếu hèn, một quân đội là ác với dân mà lại bạc nhược trước giặc. Đấy là cái thủ đoạn rất mới, nhất là chúng lợi dụng một số phát ngôn mà tôi cho rằng là phát ngôn là phiến diện và không nắm vững tình hình, cho rằng là lãnh đạo quân đội thế này thế khác, không đáp ứng được cái yêu cầu trong cái giai đoạn mới, thì nó hạ thấp cái uy tín của quân đội, hạ thấp cái vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, và đặc biệt là trong đúng cái lúc mà chúng ta phải nâng cao hơn bao giờ hết cái thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Cái điểm thứ năm là chúng lợi dụng một số cái phát ngôn không chuẩn xác, thiếu thông tin để mà tạo nên một cái làn sóng kích động các cái cựu chiến binh, hoặc là một số người nhẹ dạ cả tin, hoặc một số người không nắm được tình hình, hoặc là không biết phân tích tình hình mà hùa theo chúng, tạo nên một cái làn sóng để mà chống đối lại quân đội, chống đối lại đảng và chống đối lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Có thể thấy càng gần đến Đại hội Đảng các cấp, các đối tượng có mục đích xấu càng ra sức thu thập thông tin, trả lời phỏng vấn về các vấn đề nhạy cảm phức tạp, phát tán tài liệu, video, tạo ra các chiến dịch truyền thông nhằm phá hoại tư tưởng, tấn công trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, các đối tượng này đã bày tỏ một ý đồ rất rõ rệt là thúc đẩy tập hợp lực lượng và chuẩn bị thời cơ để lật đổ chính quyền, lật đổ chế độ như đã từng được thực hiện trong những cái gọi là cách mạng màu, cách mạng đường phố ở một số nước khác. Một loạt những vụ việc được điều tra khởi tố thời gian gần đây đã vạch rõ những âm mưu này. Phóng sự sau sẽ phân tích cụ thể về những thủ đoạn trên để chúng ta nhận diện rõ và có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn. Ngày 21 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, quê quán Đồng Tháp, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì có hành vi chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Đối tượng Phạm Chí Dũng bị khởi tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Vụ việc này khiến người ta nhớ đến trường hợp của Nguyễn Phương Uyên, cựu sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, Uyên bị kết án về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi còn là sinh viên, đối tượng Uyên đã bị Nguyễn Thiện Thành, một đối tượng đang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã do liên quan đến hoạt động chống phá Nhà nước, lôi kéo tham gia tổ chức phản động Tuổi Trẻ Yêu Nước. Và cách đây 3 năm, ngày 14 tháng 12 năm 2016,
cơ quan chức năng Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Danh Dũng đang thực hiện hành vi quản trị, đăng tải video clip có nội dung phản động. Khoảng tháng 10 năm 2015, đối tượng Nguyễn Danh Dũng đã trực tiếp tạo lập và quản trị các tài khoản YouTube Thiên An TV, Facebook Thiên An và một số tài khoản khác để đăng tải các video clip xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cho đến khi bị bắt, đối tượng này đã đăng hơn 700 video clip. Em cảm thấy những cái việc làm của em là sai quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín và của lãnh đạo nhà nước, làm mất lòng tin của người dân với lãnh đạo nhà nước. Không chỉ dừng lại ở xuyên tạc hoặc tàng trữ những tài liệu, vật phẩm, hiện nay của các đối tượng này còn hô hào kêu gọi người dân xuống đường tiến hành bạo động. Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 12 đối tượng thuộc cái gọi là Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Các đối tượng này bị truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong số này có đối tượng Trương Nguyễn Minh Chí. Bị cáo Chí thừa nhận tham gia Tổ chức Chính phủ Việt Nam lâm thời là một tổ chức phản động. Bên cạnh đó, bị cáo Chí cũng thừa nhận việc trực tiếp tiếp xúc, xúi giục, lôi kéo các em học sinh lớp 9 và lớp 10 tại Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đi biểu tình, làm đơn xin gia nhập Tổ chức Chính phủ Việt Nam lâm thời, qua đó tiến hành bạo động. Ngày 14 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đối với bị cáo Nguyễn Văn Túc, thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Từ năm 2006, Nguyễn Văn Túc bị các đối tượng phản động vận động tham gia Đảng Dân Chủ 21, Hội Dân Oan, Nhóm Dân Chủ, Khối 8406, lôi kéo và được hỗ trợ vật chất, khích lệ tinh thần nhằm tạo dựng Nguyễn Văn Túc thành ngọn cờ để tập hợp, phát triển lực lượng, tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Rõ ràng, từ xuyên tạc, giờ đây, thủ đoạn của các thế lực thù địch đã có sự chuyển biến, lộ rõ âm mưu, tập hợp lực lượng để lật đổ chính quyền. Chúng ta hết sức là cảnh giác và đồng thời là tích cực tố giác những hành vi, những cái đối tượng mà có những cái hoạt động vi phạm như trên để làm sao đảm bảo được cái an ninh trật tự cho nó tốt. Đặc biệt là chúng ta phải có một cái niềm tin vào cái sự lãnh đạo của Đảng và niềm tin vào chế độ để đấu tranh với loại tội phạm này. Chỉ còn vài tháng nữa, Đại hội Đảng các cấp sẽ diễn ra. Đây được xem là đợt cao điểm chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo mỗi khi tiếp nhận thông tin để không bị kích động, lôi kéo vào các hoạt động trái pháp luật mà hậu quả sau đó là rất khôn lường. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện lớn, đặc biệt quan trọng của đất nước. Đại hội diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau hơn 30 năm đổi mới. Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế, nhưng nhìn tổng thể, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, tạo ra những tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Thực tiễn lịch sử cũng cho thấy, Đảng ra đời, tồn tại và phát triển không do mục đích tự thân mà là vì Tổ quốc, vì dân tộc, vì nhân dân. Lợi ích của Đảng đồng nhất với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, của Tổ quốc. Vì thế, Đại hội của Đảng cũng là Đại hội của toàn dân, là ngày hội lớn của đất nước. Để bảo vệ thành công của đại hội, chúng ta cần tỉnh táo tiếp nhận thông tin để không bị lung lạc bởi những luận điệu, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, nỗ lực đồng sức, đồng lòng, đóng góp ý kiến một cách thiện chí và đúng luật. Chương trình Nhận diện sự thật xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.